Kính chào quý khán thính giả của đài Little Gòn TV. À, chúng tôi là Phan Văn Tánh hội trưởng của hội Yểm trợ sức khỏe tâm thần cho người Việt ở Quận Cam. À, hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh để giới thiệu với quý vị à, cậu Peter Nguyễn à, à, vừa mới à, nhận để mà giữ chức tổng thư ký của hội và đồng thời Peter cũng vừa học xong chương trình Masters về uh, social work. À, xin Peter có vài lời với khán thính giả của mình. À, xin chào quý vị khán thính giả à, đang à, xem đài, thì à, như là anh Tánh mới mới giới thiệu, tôi là Peter Nguyễn, à, vừa tốt nghiệp xong bằng master về social work, thì trong cái quá trình học á, thì học rất là nhiều về những cái xã, vấn đề xã hội, thì bao gồm có vấn đề mà một trong vấn đề nghiêm trọng mà không phải là người Việt Nam không mà người Mỹ nhiều người nói chung là đang có một cái vấn nạn là vấn đề bệnh tâm thần đó thì cũng học nhiều về cái đó và được cái may mắn là cũng làm trong làm cho làm cho chương trình Mental Health Association gọi tắt là MHA được 8 năm về giúp người bệnh tâm thần thì vì cái cái kinh nghiệm đó cho nên sau khi ra trường thì muốn volunteer muốn giúp cho hội một bàn tay để mà đóng góp thêm để giúp cho những người mà đang gặp khó khăn có thêm những cái tin tức, những cái uh, những cái hiểu biết để mà có thể lo cho người thân của mình, người bệnh người thân của mình mà bệnh tâm thần uh, được một cách tốt hơn và có nhiều cái cái cơ hội, cái hy vọng uh -huh. để mà sống lại trong cuộc trong cuộc sống của mình hơn. quý yeah. uh, gì cảm ơn Peter rất là nhiều, Peter rất là xúc sắng khi chúng tôi uh, mời Peter vô nhập uh, trong cái À, nhóm anh chị em đang làm việc uh, volunteer để mà làm việc thì uh, kính thưa quý vị chúng ta rất là may mắn thì bây giờ sau này những cái buổi uh, chúng ta họp hàng tháng hoặc là những cái tuần mà chúng ta có lớp học thì nếu Peter rảnh thì có thời gian Peter sẽ tới với với chúng ta uh, nếu trừ trường hợp nếu mà chúng ta không có một người bác sĩ về tâm lý hoặc một người cán sự về xã hội thì Peter coi như là người sẽ là người backup thường xuyên khi mà cần tới hú một cái là Peter sẽ có thể chạy tới với chúng ta. thì như quý vị đã thấy đó, Peter có đã có 8 năm kinh nghiệm rồi. thành ra mà mới học ch chơi chương trình masters nữa, do đó Peter là một cái uh, big asset cho, cho cho hội. Uh, chúng tôi cũng rất là mừng để xin giới thiệu với uh, quý vị. Uh, tiếp theo đây thì chúng tôi một lần nữa À, xin lên đây để thông báo cùng với khán thính giả là chúng tôi à, sẽ tổ chức buổi đi bộ lần đầu tiên, lần đầu tiên cho người Việt Nam mình trong cộng đồng Việt Nam mình ở tại quận Cam. À, cái buổi đi bộ đó sẽ được à, tổ chức vào ngày thứ bảy, à, ngày 10 tây tháng 9, à, từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa. À, chúng tôi rất mong quý vị à, ghi cái số điện thoại trên màn ảnh để quý vị có thể gọi và ghi danh. Khi mà ghi danh á, mà chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết để có thể quý vị uh, lấy được cái flyer này. Thì khi lấy được cái flyer này đó thì uh, có thể là chúng ta sẽ được miễn phí khi đậu xe. Uh, tuy nhiên, nếu mà quý vị đậu xe thì thực sự tốn chỉ có 5 đồng thôi. Uh, nhưng mà chúng tôi đang uh, cố gắng uh, xin uh, bên văn phòng của giám sát viên Andrew Đỗ để có thể chấp thuận cho chúng ta được uh, cái điều đó. À, cái mục đích để mà đi bộ đây đó quý vị nó có một vài cái mục đích chính à, peter uh, cũng muốn chia sẻ để xem tại sao mình mình có cái buổi đi bộ này cái cái tầm quan trọng của nó thực sự là là cái gì dạ thì uh, kính thưa quý vị uh, vấn đề bệnh tâm thần thì từ trước đến nay uh, nó vẫn là một cái một cái bệnh tuy là bệnh về thể lý nó ảnh hưởng tới thần kinh nhưng mà khi mà chúng ta nghe cái cái từ bệnh tâm thần thì hầu như chúng ta có một cái phản ứng uh, có thể là hơi tiêu cực uh -huh. hoặc là hơi bi quan chứ chúng ta không có cùng một cái phản ứng khi mà chúng ta biết được người thân chúng ta có những cái bệnh giống như là bệnh tiểu đường hay là bệnh ung thư phản uh -huh. ứng chúng ta nó hơi khác đi nhiều với khi mà chúng ta nghe bệnh tâm thần thì cái vấn đề đó xảy nó xảy ra cho tất cả những cái văn hóa khác nhau không phải là riêng Việt Nam mình không đúng rồi mà, nhưng mà đặc biệt từ việt nam mình thì hầu như là cái vấn đề đó rất là nặng à, chúng ta sợ mất mặt mũi khi mà người thân chúng ta có bệnh tâm thần vì vậy chúng ta không dám chia sẻ nhiều với lại những người thân khác trong gia đình nữa chứ ừ. huống hồ gì là với bạn bè hay là với ngoài xã hội vì vậy à, làm cho khi mình thấy người thân của mình có bệnh mình cũng không biết phải làm sao rồi mình không biết nói với ai mình cũng vô trợ ừ. thì một trong những cái trọng tâm chính của cái buổi đi bộ là để cho cộng đồng được biết để mà chúng tức là tăng lên, tức là chúng ta biết thêm về bệnh tâm thần để chúng ta giảm đi cái sự kỳ thị, cái sự phản ứng bi quan hay là tiêu cực khi mà chúng ta thấy một người đang có bệnh tâm thần thay vì chúng ta có phản ứng như vậy thì chúng ta có thể đến với họ với, với lại một cái với lại một cái ánh mắt thương yêu hơn, hỗ ừ. trợ hơn, yeah. thì nhiều khi đó là cái bước bước cần thiết và bước quan trọng để cho cái người bệnh đó có thể có can đảm mà để mà đi điều trị. Nha, yeah. đó à, quý vị thấy đó là uh, bệnh tâm thần như Peter cũng trình bày đó tại sao mình nghĩ rằng bệnh tiểu đường có thể trị được thì bệnh tâm thần cũng có thể trị được với lại tại sao khi mình nghe một người bị bệnh ung thư cái lòng mình cảm thấy nó 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 nó, nó, nó cảm thấy mình đồng cảm với người ta mình thương thương người ta hơn thì tại sao khi quý vị nghe một người có cái bệnh tâm thần quý vị nên thay đổi cái 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 thiên kiến của mình để có một cái ánh mắt Uh, triều mến hơn uh, mình có một cái thái độ mình nhìn những người đó với một cái thái độ rằng mình uh, hỗ trợ họ và mình lúc nào cũng có thể sẵn sàng để uh, giúp uh, cho họ thì kính thưa quý vị tôi thì có cái tật là mỗi lần lên đây thì cũng lúc nào cũng nhắc với quý vị làm ơn uh, xin bỏ hai cái từ trong tiếng việt của mình thứ nhất là khùng và thứ hai là điên uh, khi mà những người mà bệnh tâm thần mà họ nghe loáng thoáng là nó ồ cái thằng đó giống như thằng khùng vậy đó trời ơi sao mà nó nó hành động giống như thằng điên vậy đó quý vị nên nhớ những cái người bị bệnh tâm thần họ rất là sáng suốt họ hiểu hết họ nghe được hết mà những cái lời nói như vậy đó thì chạm cái tự ái họ rất là nặng thì Peter thấy chạm nặng như vậy thì đương nhiên mình con người mình phản ứng như thế nào Peter chia sẻ thêm những cái phần đó chút xíu được không? Dạ, mỗi khi mà thì cái từ khùng hay từ điên là những cái từ kêu là hầu như là để miệt thị hay để mà giống như là hạ một người nào đó xuống tới một cái mức mà giống như là có thể đó là rất là thấp đúng rồi thì khi mà cái người bị bệnh người ta cũng có cũng có thể hiểu được rằng người ta đang khác với hồi xưa rồi đó vì vậy cái từ khác đây là mình có thể nói là không bình thường thì khi mà người ta hiểu được như vậy là người ta đã sợ rồi mà nếu như mà mình còn dùng những từ ngữ như vậy thì chắc chắn người ta càng sợ hơn bởi vì cái sợ đó thì họ lại thay vì nói ra hay là chia sẻ ra thì họ sẽ kiếm chỗ họ núp, họ 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 trốn lại. Họ không ừ. dám bước ra ngoài, họ không dám nói với ai hết. Bởi vì à, chung chung mình nói thì không có ai muốn bị miệt thị, không ai muốn bị cười hay ừ. bị chê hết. Ừ. Ai cũng muốn có cái sự hỗ trợ nhất là khi mình đang trong cái 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 vị trí rất là là đau khổ, đang rất là bị bệnh, đang rất là buồn thì mình càng cần cái sự hỗ trợ một cách gọi là vô điều kiện. Ừ. Chứ mình không có muốn uh, uh, bị ai nghĩ mình như thế này. Thế kia cho nên cái những cái từ ngữ mình xài nó nó tuy nhiều khi mình nghĩ chắc không có gì nhưng mà những từ nào từ này từ kia nó có những ý nghĩa mạnh à, cho nên nếu được quý vị có thể từ nay chúng ta dùng thay thế vô cái từ là bệnh tâm thần uh -huh. hoặc là tâm bệnh cũng được uh -huh. chứ uh, chúng ta tránh dùng những từ giống như là khùng hoặc là điên để nói người thân của mình hay người khác yeah. thì thì đó quý vị thấy là khi mà mình dùng những cái từ đó thì những người mà họ, họ có cái tâm bệnh đó họ cảm thấy nó rất, rất là mặc cảm mà trong lòng họ nhiều khi họ cũng rất rất là giận thành ra nhiều khi có những cái lúc họ giận như vậy thì họ buồn chán quá họ đóng cửa phòng lại họ không có nói chuyện với ai nữa hết thì như vậy rất rất là tội cho cho những người đó à, thành ra một lần nữa chúng tôi à, xin quý vị suy nghĩ về một chút xíu khi mình nghe một cái người bị bệnh ung thư trong gia đình của mình thì tại sao lại mình tỏ ra mình lo lắng mình thương người đó mà khi mình nghe một người tâm bệnh mình lại không có một cái thái độ giống như vậy à, chúng ta nên có sự thay đổi để có một cái nhìn một cái tình thương nó có vẻ nó, nó tích cực hơn à, kính thưa quý khán thính giả à, chúng tôi xin dừng lại trong vài giây phút để thông tin thương mại giúp cho những cái cơ quan giúp hỗ trợ cho chương trình của chúng tôi hôm nay chúng tôi xin trở lại cảm ơn quý vị